Thưa quý vị, sáng nay, ngày 5 tháng 7, hội thảo tháo gỡ điểm nghẽn thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển đã được tổ chức tại thủ đô Hà Nội với mục tiêu nhìn nhận rõ thực trạng, phân tích những khó khăn của thị trường bất động sản hiện nay, nhất là trước thời điểm luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực. Những năm gần đây, thị trường bất động sản trong nước đối mặt với nhiều khó khăn, tồn tại nhiều điểm nghẽn, trong đó lớn nhất là các cơ chế chính sách chưa đồng bộ, dẫn đến thực trạng cung không đủ cầu. Hệ quả là giá nhà tăng cao, giá nhà rẻ khan hiếm, khiến người thu nhập thấp khó an cư. Những vướng mắc pháp lý, khó khăn trong việc tiếp cận tín dụng và các thủ tục liên quan đến giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của thị trường. Các chuyên gia cho rằng, để thị trường bất động sản phát triển, cần các cơ chế chính sách đồng bộ và tạo nguồn lực, lợi ích cho doanh nghiệp, người dân. Bên cạnh đó, cần phải có quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất vào mục đích xây nhà ở xã hội một cách rõ ràng và mang tính pháp lệnh, không nên đưa ra quy định chung chung. Thưa quý vị, theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 3 tháng 7, đã có 16,6 triệu tài khoản khách hàng đã được các ngân hàng đối chiếu với dữ liệu sinh trắc học Bộ Công an. Các ngân hàng khẳng định là giao dịch của khách hàng vẫn được thông suốt và mọi vướng mắc đang được ngân hàng nỗ lực xử lý, đồng hành cùng với khách hàng. Những ngày vừa qua, các ngân hàng và tổ chức tín dụng đã yêu cầu người dùng tiến hành xác thực khuôn mặt để sẵn sàng thực hiện giao dịch chuyển tiền trên 10 triệu đồng theo quyết định số 2345 QĐ NHNN. Mặc dù đã xảy ra một số sự cố khi người dùng cài đặt xác thực khuôn mặt, nhưng các ngân hàng cho biết các sự cố đã nhanh chóng được khắc phục và công tác xác thực vẫn đang diễn ra thông suốt. Với việc quyết định 2345 có hiệu lực, thì khách hàng có thêm một lớp bảo mật nữa, đó chính là cái thông tin sinh trắc học của mình hay cụ thể đây là khuôn mặt của mình. Tuy nhiên đây mới chỉ là thêm một lớp bảo vệ của cái tài khoản của khách hàng, chứ không phải là 100% có thể đảm bảo việc khách hàng sẽ không bao giờ bị kẻ gian lợi dụng. Chính vì vậy thì đứng ở phía ngân hàng hay là kể cả các cơ quan quản lý thì chúng tôi vẫn luôn luôn khuyến cáo khách hàng của mình bảo mật các thông tin cá nhân của mình. Thống kê đến hết năm 2023, Bộ Công an đã cấp hơn 84,7 triệu căn cước công dân gắn chip và 70,2 triệu tài khoản VNEID, bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống. Đây là nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng giúp ngành ngân hàng triển khai định danh, xác minh chính xác khách hàng. Tất cả những cái chuyển tiền từ 10 triệu trở lên đều phải có những cái bổ sung về nhận diện khách hàng mà chúng ngân hàng gọi là KYC, Know Your Customer, bằng cách là bổ sung những cái phương pháp chẳng hạn như chụp hình mống mắt hoặc là vân tay, tức là dùng những cái phương pháp của sinh trắc học. Thì điều đó làm tăng cái tính bảo mật. Khi đã đăng ký xác thực khuôn mặt, nếu người dùng lỡ bị kẻ lừa đảo lấy được mã đăng nhập và mã giao dịch, thì lệnh chuyển tiền đó vẫn không thể thực hiện được do khuôn mặt xác thực không phải là của chủ tài khoản. Quyết định 2345 giải quyết hai điểm quan trọng, đó là chấm dứt tình trạng mở tài khoản bằng giấy tờ giả, hay là xóa bỏ việc mở tài khoản bằng giấy tờ thật, nhưng không phải xác định chính chủ người đó mở. Việc xác thực sinh trắc học theo yêu cầu quyết định 2345 sẽ xác định đúng tài khoản, đúng người có căn cước công dân được Bộ Công an cấp. Nhằm tìm kiếm và tôn vinh các nhà khoa học, nhà sáng chế, công trình khoa học, văn học và nghệ thuật xuất sắc, có giá trị khoa học và thực tiễn cao, lễ phát động xét chọn Giải thưởng Bảo Sơn 2024 do Quỹ Bảo Sơn, Tập đoàn Bảo Sơn và Hội đồng xét chọn Giải thưởng Bảo Sơn tổ chức đã diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Với khẩu hiệu khoa học và văn học nghệ thuật vì Việt Nam thịnh vượng, Giải thưởng Bảo Sơn được xét tặng cho các công trình, cụm công trình nghiên cứu xuất sắc về khoa học và có tính ứng dụng cao thuộc 4 lĩnh vực: khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn, công nghệ, kỹ thuật, khoa học sức khỏe, văn học nghệ thuật. Đặc biệt, Quỹ Bảo Sơn sẽ hỗ trợ kinh phí để tiếp tục phát triển các kết quả nghiên cứu lên tầm cao mới, đóng góp cho sự phát triển của đất nước, tạo đà giúp các công trình đạt giải thưởng cao hơn, vươn tầm quốc tế. Năm 2024, mỗi lĩnh vực xét trao giải cho một công trình nghiên cứu xuất sắc nhất với mức thưởng tương đương với 120.000 đô la Mỹ theo tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thời điểm trao giải, kèm theo chứng nhận và cúp vàng Bảo Sơn. Thưa quý vị, như một phần không thể thiếu của nền kinh tế xanh, tự động hóa trong ngành cơ khí đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa sản xuất, bảo vệ môi trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam trên trường quốc tế.
Để đạt được yêu cầu đó thì tăng cường đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn sâu trong lĩnh vực cơ khí theo tiêu chuẩn quốc tế là rất cần thiết. Hiện nay nhu cầu nhân lực của 4 ngành công nghiệp trọng yếu và 9 ngành kinh tế dịch vụ của thành phố Hồ Chí Minh chiếm gần 83% tổng nhu cầu. Trong đó nhu cầu nhân lực 4 ngành công nghiệp trọng yếu chiếm gần 18% tổng nhu cầu. Tuyển dụng ở lao động qua đào tạo chiếm hơn 85%. Tăng cường đào tạo nghề trong lĩnh vực cơ khí theo tiêu chuẩn quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp trong thời gian tới. Trong cả nước nhu cầu về kỹ sư chất lượng cao đó, kỹ sư mà được đào tạo tốt á thì nó vô cùng lớn. Nhưng mà cái chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm rất là khiêm tốn, chưa đáp ứng được cái nhu cầu của cái thị trường. Việt Nam chúng ta nói chung mà cũng như thành phố Hồ Chí Minh nói riêng á, phải có nhiều trường tham gia hơn nữa vào việc mà đào tạo kỹ sư cơ khí. Các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực cơ khí tự động hóa của thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước xây dựng mới chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, có trình độ ngoại ngữ, thích ứng và linh hoạt trong công việc, đáp ứng với công nghiệp 4.0. Trong cái chương trình đào tạo thì các em bắt buộc là phải đi thực tập tại doanh nghiệp và làm trên sản phẩm của doanh nghiệp để cho các em đáp ứng được cái tay nghề đúng theo cái yêu cầu mà kỹ thuật để các em ra trường là các em làm việc ngay. Hiện nay thì nguồn nhân lực của Việt Nam so với thế giới về đào tạo thì các kỹ sư ra trường đã đạt trình độ cũng rất là tốt, cũng ngang tầm với khu vực và thế giới. Các trường đào tạo đã tiếp cận, học sinh tiếp cận được với gần thực tế hơn, nghĩa là sát với thực tế để có hiệu quả đối với doanh nghiệp. Đây là một điều đáng mừng và cũng là một điều tốt để hỗ trợ cho các doanh nghiệp cơ khí điện của Việt Nam mà phát triển. Lực lượng lao động qua đào tạo cho khu vực công nghiệp hiện nay còn thiếu, đặc biệt là đối với lĩnh vực cơ khí tự động hóa trong thời đại công nghiệp 4.0. Lĩnh vực xương sống cho mục tiêu trở thành nước công nghiệp vào năm 2030 của Việt Nam. Trong đó, nhân sự công nghệ cao, đặc biệt lĩnh vực robot và trí tuệ nhân tạo thì đang thiếu nghiêm trọng. Đó là thách thức lớn cho cung ứng đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ chuyển đổi cơ cấu trong thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh hiện đang lên phương án nâng cấp mở rộng hai tuyến đường huyết mạch ở cửa ngõ phía Đông, giúp kết nối thuận tiện từ tỉnh Bình Dương, Bình Phước đi vào trung tâm thành phố. Đồng thời, việc mở rộng đường còn sớm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, vốn đã kéo dài trong nhiều năm qua. Hai tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và Đinh Bộ Lĩnh thuộc quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh vừa được Sở Giao thông Vận tải thành phố đưa vào danh sách các dự án trọng điểm cần ưu tiên đầu tư từ nay đến năm 2030. Nằm cạnh khu vực bến xe miền Đông cũ, thực tế nhiều năm qua, hai trục đường huyết mạch này luôn có mật độ phương tiện đông đúc, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra liên tục. Do đó, phương án đề xuất nâng cấp, mở rộng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh dài khoảng 2 km từ ngã tư Hàng Xanh tới chân cầu Bình Triệu. Mặt đường mở rộng lên 30m và xây nút giao Đài Liệt Sĩ theo phương án đảo dòng xoay kết hợp hầm chui. Dự án có tổng vốn khoảng 7.000 tỷ đồng từ ngân sách. Tương tự, tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh dự kiến được nâng cấp đoạn dài hơn 2 km từ nút giao Phạm Văn Đồng đến đường Điện Biên Phủ với tổng vốn 2.900 tỷ đồng. Hai tuyến đường này được mở rộng sẽ kết nối thuận tiện khu vực phía đông của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, Bình Phước vào trung tâm thành phố. Tại các đường phụ, đường cắt ngang, vẫn luôn có các tín hiệu đèn giao thông để bảo đảm giao thông được ổn định và an toàn. Tuy nhiên, có một thực tế là có rất nhiều người dân vẫn còn chủ quan, cũng như là xem nhẹ những tín hiệu đèn ở các nút giao này vì cho rằng đây chỉ là đường phụ. Sự chủ quan này rất dễ dẫn đến các tai nạn giao thông. Ngã tư giao phố Ngọc Hà và Đội Cấn thuộc địa bàn quận Ba Đình, lưu lượng giao thông qua lại rất tấp nập. Mặc dù có đèn tín hiệu đầy đủ, thế nhưng các phương tiện đi lại như mắc cười, như không hề có đèn giao thông ở đây. Có công an thì các bạn còn chấp hành, không có công an thì mọi người vẫn cứ lao nhanh quá, không thể phản xạ được ấy. Nên là mình đi mình cũng phải an toàn, mình phải nhìn ngó, nhìn trước ngó sau. Dọc tuyến phố Hàng Gai, Hàng Bông có nhiều ngã tư bàn cờ đều được lắp đặt các tín hiệu đèn giao thông. Thế nhưng người dân vẫn vô tư vượt một cách hiển nhiên, dù là đèn xanh hay đèn đỏ. Tất nhiên, không ít vụ va chạm đã xảy ra. Nói chung là do cái ý thức của mỗi người thôi. Nhưng mà cái vượt đèn đỏ thấy ở đây là thường xuyên rồi. Nó như là kiểu như này, người ta đi coi là cứ qua ngã tư thì không cần biết, không để ý đèn đâu. Chú đã có từng chứng kiến được vụ va chạm nào? Ở đây nhiều rồi. Nhiều vụ đấy, cả ô tô lẫn xe máy. Ở đây có tín hiệu đèn giao thông nhưng mà không có công an giao thông đứng.
thì tất cả mọi người dân ở đây thì không theo đúng luật của đèn giao thông nên là mọi người cứ đi theo tự do thôi. Bạn ở đây thì bạn thấy cái việc này có diễn ra thường xuyên hay không nhỉ? Nó là thường xuyên của hàng ngày luôn ạ. Để bảo đảm an toàn giao thông thì việc lắp đặt các cột đèn tín hiệu tại những nút giao lâu nay vẫn là giải pháp để giảm thiểu các va chạm xảy ra cũng như thay cho lực lượng cảnh sát giao thông điều phối phương tiện giao thông được thông suốt thuận lợi, tránh ùn ứ. Vì vậy, việc không tuân thủ đèn tín hiệu đều đã có quy định xử phạt. Nếu một cái hành vi vượt đèn đỏ mà chưa gây ra tai nạn nghiêm trọng thì sẽ bị phạt hành chính. Còn nếu trường hợp vượt đèn đỏ mà gây ra tai nạn nghiêm trọng, chết người hoặc thương tích 61% trở lên hoặc thiệt hại tài sản từ 100 triệu đồng trở lên thì người vi phạm đó sẽ bị xử lý hình sự. Đó là hành vi có lỗi không tuân thủ tín hiệu đèn. Thế còn nếu mà hành vi vượt đèn đỏ không tuân thủ tín hiệu đèn. Quy định đã có, nhưng việc tuân thủ vẫn nằm ở chính ý thức của người dân, bởi việc chấp hành luật cũng chính là để bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.